dẫn sử dụng máy Brazzer Puppet 20. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh chuốt chỉ. Mình sẽ cắm cụm chỉ vào đây. Đi chỉ đánh chuốt chỉ cần bắt chéo ở ốc, cái ốc tròn tròn này. Hoặc là mình có thể đi theo đường nét đứt ở đây. Đi theo đường nét đứt thì theo sơ đồ. Đi thẳng ra đây. Bắt như thế này. Cuốn bay suốt theo chiều kim đồng hồ. Mình cuốn khoảng tầm 4-5 vòng cho nó chắc, chạy không bị tuột. Sau đấy gạt qua bên phải là nút chạy. Đây là tốc độ nhanh chậm qua trái là chậm, qua phải là nhanh. Khi nào suốt đầy không đánh nữa mình dừng lại. Gạt qua bên trái lấy suốt chỉ ra. May thì bao gồm một chỉ trên, một chỉ dưới. Chỉ trên mình đi chỉ. Đi theo cái đường nét đậm có số 1, mình vẫn móc vào đây. Đi thẳng xuống số 2. Số 3 vắt qua trái đi lên. Sau đấy vắt từ phải qua trái qua cái mỏ giật chỉ. Nếu nó đang chìm sâu bên dưới mình xoay bánh đài cho nó lên cao. Vắt từ phải qua trái đi xuống. Móc vào móc số 6 này. Sau đấy mình xỏ từ trước ra sau qua kim. Mình ấn cái này xuống, nó xoay qua như thế này. Móc vào đây vắt sang. Kéo như này, kéo từ trước ra sau. Và cái suốt chỉ bên dưới, khi lắp vào, tay phải mình cầm suốt sợi chỉ ở phía bên trên ra phía bên trái như thế này. Cầm như này mới đúng chiều, sau đấy mình đâm vào. Mình gào vào cái rãnh ở chỗ này đây. Cái rãnh xiết xiết nữa. Gài vào đây rồi kéo qua trái. Suốt quay được chiều kim đồng hồ. Sau đấy mình lấy chỉ dưới lên. Tay trái cầm chỉ trên, tay phải xoay bánh đà về phía lòng mình cho kim đi xuống. Kim đi lên nó sẽ cầm chỉ trên kéo lên thì chỉ dưới nó được kéo lên bên trên. Kéo hai sợi vào giữa khe ra sau chân vịt. Đậy cái mặt nhựa này vào. Khi may mình cho vải và hạ chân vịt xuống. Chọn đường may, mình đang may đường nào nó sẽ hiện ở trong cái ô này. Đường thẳng 1, 2, 3 có các kiểu đường thẳng khác nhau. Đại mũi là ở đây. Mình cần chuẩn bị bao nhiêu sẽ chạy lùi bấy nhiêu. Mình nên lại mũi đầu và cuối để đường may chắc chắn hơn. Đường may. Vào bên dưới cái mỏ này.
chân vịt vào và hạ phần lên hạ chân vịt gặp vào cái thanh ngang này là được. Của khuy mình nên thua vải đầy đầy một chút, trường hợp vải mỏng mình nên ép keo hoặc là lót giấy ở bên dưới. Cái này chức năng thổ khuy 4 bước A, B, mình chân vịt này đẩy kéo về phía mình hoặc đẩy kịch ra sau, mình đẩy kịch ra sau mình sẽ thùa từ trước ra sau. Đầu tiên mình chọn cái đường A, C chạy khoảng tầm 2-3 đường gì đấy mình dừng lại. Sau đấy mình chọn sang đường B, nó sẽ thổ khuy lùi ra phía sau, đến độ dài vừa đủ thì mình sẽ dừng. Chọn sang đường AC tiếp, chốt ngang khoảng tầm 2-3 đường, dừng lại, chọn sang đường D, nó sẽ chạy tiến về phía mình. Dịch đằng này thì mình dừng lại, mình đã xong thổ khuy. Cái khuy mình vừa thua. Khi thay kim thì tay trái mình cầm kim, tay phải mình vặn ốc này lỏng ra. Mặt dẹt mình quay ra phía sau. Đẩy kịch lên. Sau đấy bạn chặt ốc vào. Chú ý là máy này điện 110 nên khi dùng luôn luôn phải cắm dây máy vào đuổi nguồn.